Điểm qua vài nét chi tiết về nữ chính một chút nhé. Với số đo 3 vòng cân đối chuẩn không cần chỉnh 85,58,80, người đẹp sinh tháng 9 năm 1991 tại Saitama, Nhật Bản. Chiều cao 1,62 nét, mặt xếp vào dạng sinh. Kỹ năng tình trường chấm được 9 điểm, cùng với đó khả năng diễn xuất dâm khỏi bàn đã tạo nên một thương hiệu Miduho Uehara không thể nhầm lẫn vào đâu. Mời các bạn cùng ngắm ảnh và xem phim của em nó nhé. Uehara Miduho là diễn viên đình đám một thời. Nàng tham gia nhiều thể loại, từ bắt cóc hiếp dâm đến làm tình tập thể, sâu lâu lãng mạn với người tình. Với mỗi diễn viên, việc lựa chọn theo thể loại che hay không che tùy thuộc vào công ty phim người lớn quản lý để quyết định đến chất lượng hình ảnh. Công ty tài trợ cho Miduho Uehara theo trường phái che những bộ phận nhạy cảm. Tuy vậy, chất lượng đều SD và độ nét căng đảm bảo, ngoài những vùng kín ra tất cả đều sắc nét và rõ đến từng chi tiết. Điều đặc biệt nhất mà các idol của cô nàng này dễ nhất ra đó chính là mọi phim đều có nội dung lôi cuốn. Có thể bắt gặp một cô gái công sở quyến rũ, hay một người vợ hiền thục nhưng ẩn chứa trong mình máu dâm. Đôi khi lại thấy gái xinh Uehara Miduho cực tin đang tuổi yêu đương bị các anh chăn rau đưa vào chồng.